តារាភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់មនុស្សធំជាពិសេសគឺពុកម្ដាយជាមួយនឹងកុមារដែលមានអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំនោះតើវាមានការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កុមាររហ័សដែរឬអត់ ចាជម្រាបសួរយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីការអភិវឌ្ឍកុមារដែលពីថ្ងៃមុនយើងខ្ញុំតែងតែចែករំលែកទៅលើវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារក្រោម 6 ឆ្នាំចាយើងឃើញថាភាគច្រើននៅពុកម្ដាយជាទូទៅគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍកុមារដែលមានអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំទេដោយសារអីពួកគាត់គិតថាកុមារនៅក្នុងវ័យហ្នឹងគឺមិនអាចស្ដាប់ភាសានិយាយរបស់មនុស្សធំបាន មិនអាចស្ដាប់ភាសានិយាយរបស់មនុស្សធំយល់អញ្ចឹងដោយសារតកាយល់ច្រឡំបែបនេះហើយធ្វើឲ្យពុកម្ដាយទាំងអស់គឺក៏បានគិតឃើញដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលតកតងទៅនឹងសួរថាតើភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់មនុស្សធំជាពិសេសគឺពុកម្ដាយជាមួយនឹងកុមារដែលមានអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំនោះតើវាមានការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កុមាររហ័សដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាតើយើង មានដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកុមារក៏ដូចជាបុត្រធីតារបស់យើងដែរអត់អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំតែងសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមុននឹងចូលសាច់រឿងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចគឺតកតងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាកូនរបស់គាត់ចេះតែសួរគាត់ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់វិញគឺកូនរបស់គាត់គឺគាត់អត់បាន ស្ដាប់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ដូចជាមិនស្ដាប់ដូចជាមិនយល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ចង់ពយល់អត់ចង់និយាយប្រាប់បុត្រធីតារបស់គាត់ដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារឯងគាត់គិតថាបុត្រធីតារបស់គាត់នឹងគឺគាត់ស្ដាប់អាយុអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាពុកម្ដាយទូទៅគាត់គិតបែបហ្នឹងដែរពុកម្ដាយភាគច្រើនថាក៏មានភាគតិចដែរដែលគេយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកបីចំណុចថាតើយើងគួរស្និ
Tí mỗi nếu khi ông xong lực lang thà nhưng thời thơ bẹp mách đâm bay ai bật thì đã bao dương nâng miên cả phim vật lọ cứ dương thì dễ bán trao cho mình nó cổ mà chân ca thì dễ bán trao cho mình nó bật thì đã bao dương nó tao miên giờ cầm phim ấy là dương mẹ thì dễ bán trao nhưng trẻ tập chi nhiên pran phía xa hăng xa nó cứ bên đây dương dễ sầm lọt cùng hộp thôn thôn từ lớn nâng cổ má cứ ập tề cứ ập mềm chẳng tề cứ dương trao thì dễ phía xa tôn phồn bóng phọt đôi nhưng trong lực ưu tế ho thà con khá cứ còn ở trong ngũ tật để sao ấy mẹ na mình tham nước thóc mới gọi tham nước thóc đăng pi phò bị giỏi nên càng ngũ tật tại đã bay cột má còn chưa ngũ tật á chắc là bay để còn chưa ngũ tật chắc như thở thơm mấy năm bay còn ngũ tật mà nhưng tham có tháo ở tầng ngũ tật cả ta ghê còn nay những chi gì mà chỉ phò bị giỏi nên càng ngũ tật cứ càng ngũ tật ấy đôi nhắm bay chậm nhắm bay bay pe không mà thằng ai chỉ biết sao cứ hà pe pra cứ vậy luôn ta cứ còn trong nhà mày ta vẫn thở thơm mấy thằng bạn sinh chỉ còn nhắm tết vừa ai con miên rục riêng ca lụt lờ bà con ở lõ vừa con ở tôi hai bên nhà mà đây bà con cứ ở chlan hai dương vậy pi pal bị giỏi đi ca nhắm bay đi ca ấy chắc cứ vừa còn tụ bay chỉ rằng nó cứ mà đong cứ còn đặt vô lề pi đong bay đong bốn đong năm đong ban cọt đạp vô chẳng nâng hai cứ dừng tay này dễ ban tràn cho mình nó cụm mà à chụp lại nâng ấy đai mệt phe bọn những nhóm còn dễ tha dễ tràn thở ấy bật cọt đạp bật bàn bật cọt đạp vô chẳng chi hiếm nữa bớt dần chỉ dừng miền bật thịt đã hai những nhóm xong lực chụp lại tí pì cứ dừng tay tụm nhẹ tụm nâu chụp sách cứ tụm nhẹ tụm nâu ngoài ban lõ tẹt tông từ nâng ca bằng riêng xem xét hai nâng sạc cầm phep hàng cầu chúng sẽ cầm phim hàng cầu nó cứ hàng cầu nó không sủng cùng sau thả ta dường cua ở bất thị đại bao dường nó từ lên nó hàng cầu cầu pi sả liên cầu pi kêu xa bao dường đại ọt chắc là chậm lại nó cứ dường trai ai quật tơ trai quật tơ nó phơm mạch ai quật miên tụm nẹt tụm non chết sát chùm môi nương dường hai cọ đôi chi chùm môi nâng nẹt đàn nơi chùm mình khốn bịa tha tụm nẹt tụm non sát sát mình mến sụp đai tay từ lơ kêu xa rồi co mịt đà bảy đa rồi co nẹt nát chia bao để chùm môi nẹt đỡ tay để chùm núi thông hai nẹt đỡ tay để chùm mình phèn bọc gắt co chia phết sát sát đại chương phết sát sát từng ăn nâng hai để phơ ai quật nâng chẳng dây tha cột miên phiệp xóm, cả na cột miên phiệp xóm, chẳng tới cứ thổi cột nâng cứ sụp bãi chặt, cả na cứ sụp bãi chặt thổi ai cả phải vật khúc bà bỏ cột nâng cứ tới lươn miên tên mòn, anh nâng cứ chậm lại đến nơi ca sai chưa bao giờ cứ khởi chẳng. Tí bảy, nếu chăm sóc lực tẹt tông tận nâng phiệp sát sát cai vì cá, cột đôi chỉ cá ao cứ chia chậm lại môi đỏ lõ, chung rau viên mà nấu thông chung môi nâng bật thì đá, cột đôi chung môi nâng khumui, cột đôi chung môi nâng côn, cột đôi chung môi nâng cụ má này miệng khom của môi chạm lục khâu này khâu có ai phơi bàn này, chứ nhưng không thưa mình cứ dùng bằng hai pi cai vì cá sát sát hay dùng sảnh quạt cứ dùng bằng hai nhầm pi cai vì cá bằng hai prap quạt hay dùng sảnh quạt chứ dùng mà trăm tiền vậy prap tha con mà sảnh con sao nè kêu sảnh con bảo gì sao cam phép bao dùng cứ bằng hai này để nhưng trăm tiền vậy cái đôi nhưng trăm phơ ca cái đôi khi này
mẹ bà liên xong có tay nhìn vậy thà bài tập práp tê thà dương sảnh quạt đâu sao cả một phía bà dương cứ bằng hai nhau thà dương sảnh quạt được gọi không mấy đứa kia bà chăm tay nhìn vẹp quạt thà con mạ sảnh con bà xin chỉ có phơi tê mạ sọp mạ sảnh bà nhớ vậy phía xa nó phơi có đọa chồng với nhỉ đâm bài quạt đâm thà tay dương sảnh quạt ớt cứ sao cả một phía nâng cao bà dương nâng anh thà tá bằng hai thà dương sảnh quạt ớt chân tặng bay chậm lại nhắn cứ chìa phía sạt sạt mũi để phơi ở miền cả thì vật khúc ba của ma rồi ha khang phân này bánh nha mà ở đây bạn nên chăm nhìn chân cư nên chăm mơ ai cả sao cho con môi nó cứ dậy chân thà tiền bây chậm lại nắng cứ thơ ai cụ má cứ nhiều năm tới áp phí vật lươn món tiện tông tình năng bánh nha mà ở đây nó phê đại dương miên sở cảm phê bản năng nhưng khuyên thà thơ ai cụ má nó miên ca áp phí vật khúc ba lươn tầm đó cứ cất top to rồi ha nó phê đại có thông làng nhiều năm tới nó phê đại nàng dễ cứ cất to rồi ha tụi bây chỉ khóc ở đây tụi bây cứ cất rơi phê lươn mà bà phê chá nghe khóc hề bần nay nè đại ạc miên ca áp phí vật khúc ba là o hay cà phí tôi bụng đại ạc đang dễ chú môi hay nè thông mà đang miên tầm đẹp nông chú môi cứ thơ ai quạt năng rơi phê dựt top to chú môi năng bánh nhà chỉ trang dựt bạn ta nó phải để con đó xảy ra nhà nó cứ ở khói việc trang đức thì bạn ta còn thả ca để play những ca tọp to với những cư vì dự trình thật phần năng này bạn ta nhưng trong số 1 năm thả bà sân dưỡng mình bật thịt ná dưỡng cua thầy bật ca tùm nhẹ tùm đông ai mình thịt sạch nào chứ vì sách cứ bật thịt ná bà dưỡng tay mà đông dưỡng cùng cực thả cực đạp dưỡng ở bán dưỡng dây ta cỏ dù bà sân dưỡng cực bạp nắng cứ thua ai của má nâng mình ca rịch chấm ran khắp nam vật khúc ba nó cứ dừ chấn vợ ao thôn thêm một nút nó không bật tay nhớ cứ miền cà thì vợ dừ chấn nên khi ông sông đầm tại bản năng cha sông ao cún sông chấm điệp liền.